Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu nhanh cho mọi người một cái mẫu bàn trà mà được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng, và cũng như là trong thời gian vừa qua thì có nhiều khách hàng hỏi lắm, nhưng mà bây giờ em mới có dịp để mà lên cái bộ này cho mọi người. Bộ này thì sẽ có tên gọi là bộ bàn trà móc thúng, với cái chất liệu gỗ là 100% gỗ gò đỏ tự nhiên, gỗ tự nhiên nhóm 1 trong thị trường gỗ tại Việt Nam hiện nay ha. Và cái tính chất của gỗ này thì sẽ có tính chất là cứng, chắc, bền, chống mối mọt và chống cong vênh rất là cao, cho nên là rất là nhiều anh chị là thích cái mẫu này và thích cái chất liệu gỗ này. Và một cái phần nữa đó chính là về giá thành nó cũng khá là hợp lý. Và đối với cái bộ này thì mọi người có thể thấy là bao gồm 7 món như trên màn hình, là một bàn chính, 4 chiếc ghế và 2 chiếc đôn ngồi. Và tất cả cái mặt này là đều dày nguyên tấm, là dày là 3 xăng hết ha, rất là dày dặn. Và từng chi tiết như là tai, phần yếm, phần tựa lưng, rồi cái phần cột này đó rất là dày dặn luôn. Khi mà mọi người ngồi vào, mọi người sẽ thấy được cái sự chắc chắn của cái sản phẩm đó. Nếu mà anh chị nào mà ở gần chi nhánh An Lạc Quỳnh Tân thì mọi người có thể tới đây để mà xem sản phẩm nha. Rồi, về đường vân và về màu sắc của sản phẩm, đây là cái đường vân tự nhiên và màu sắc này là màu sắc tự nhiên của gỗ ha. Vừa mới lên hàng thì chắc chắn là cái màu nó sẽ không có sậm như là hàng khi mà mình sử dụng lâu rồi. Đó, đây mọi người thấy đường vân này. Vân này là vân tự nhiên không vẽ ha. Đó, nhìn cái đường vân thì nó cũng khá là bắt mắt. Còn đối với những cái phần ghế hay là về đôm á thì đều được xử lý rất là láng mịn và kỹ lưỡng. Từng cái chi tiết như là phần tay ghế, phần thanh ghế, rồi tựa lưng nè, mọi người nhìn xa, nhìn gần hay là nhìn xéo như này, nó cũng thấy được cái độ chắc chắn và cái sản phẩm này rất là dày dặn. Và nếu được em mời mọi người tới đây trực tiếp để mà trải nghiệm trực tiếp trên cái sản phẩm này luôn. Về phần chân sẽ là phần chân cong, cho nên là sử dụng một cái khối gỗ khá là lớn. Đó, phần yếm thì sẽ là phần yếm rất là dày, phải tầm hơn 3 phân đó mọi người. Còn mặt bàn là mặt bàn, mặt ghế, mặt đôm là dày 3 xăng ha, nguyên tấm. Rồi, thêm một cái phần về chất lượng hàng hóa ở bên Sơn Đông thì sẽ là xử lý láng mịn từ bên trong ra bên ngoài luôn. Thì khi mà mọi người thấy em sờ vào cái phần yếm hay là ở phần ở dưới á, những cái phần mặt trong của sản phẩm thì sờ rất là tự tin và không có sợ là bị dâm gỗ thừa. Đó. Sơn sẽ là sơn từ trong ra ngoài luôn, là một cái lớp sơn bảo vệ để mà cho gỗ mình nó không có bị mối mọt. Đó, và hiện tại thì cái bộ này đang có sẵn tại chi nhánh An Lạc Bình Tân. Nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người có thể tới ngay địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để mà xem trực tiếp cái sản phẩm này. Thì cái bộ này mọi người có thể để ở trong không gian phòng khách, nếu mà cái không gian phòng khách của mình lớn, rồi để trong phòng làm việc vân vân, tùy theo cái nhu cầu của mọi người ha. Còn anh chị nào mà muốn tham khảo qua cái online hay là mình ở xa quá thì mọi người có thể liên hệ với cái số điện thoại trên màn hình là 0938 200 165 để có thể tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại.